tiếp tục series sinh tồn của Tom Hanks. Phần trước là chinh phục hoang đảo, phần này là cách để sống sót ở sân bay 9 tháng với không một đồng nào trong túi. Nhân vật chính lần này là Victor Navorsky, một cư dân của nước Krakosia. Victor vừa đáp xuống từ máy bay và đang làm thủ tục nhập cảnh Mỹ, nhưng hộ chiếu của anh lại có vấn đề và bị hải quan ở sân bay dẫn đi. Nhưng Victor thì chả biết tiếng Anh, người ta hỏi gì thì anh cũng chỉ trả lời theo giấy tờ viết sẵn từ nhà thôi. Ông làm gì ở Mỹ? Taxi, taxi, đưa tôi đến 161 Lexington. Ông làm gì ở đó? Cứ giữ tiền thừa. Ông có biết ai ở New York không? Yes. Ai thế? Yes. Ai thế? Yes. Ông Navorsky, làm ơn đưa tôi vé về của ông. Yes. Cả hộ chiếu nữa ông Navorsky. Yes. Tay cảnh sát Thurman liền tịch thu lại vé về và hộ chiếu của Victor. Sau đó Victor được đưa đến gặp Frank Dixon, sếp phó hải quan ở sân bay. Nhiệm vụ của Dixon bây giờ là cố giải thích cho Victor mà không có phiên dịch vấn đề là đất nước Krakosia vừa bị đảo chính và nước Mỹ không cho người Krakosia nhập cảnh nữa. Tất cả chuyến bay đi về Krakosia cũng bị hủy. Điều này có nghĩa là Victor đi chẳng được, về cũng không. Và từ duy nhất Victor hiểu trong đống đó là Krakosia. Krakosia, Krakosia. Dixon cố gắng dùng hành động để diễn tả mọi chuyện nhưng Victor vẫn hồ hởi bắt tay cảm ơn. Yes, yes, yes. Dixon từ bỏ việc giải thích. Anh ta cho phép Victor tự do hành động ở sảnh chờ quá cảnh quốc tế cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Thurman sau đó đưa Victor đến sảnh chờ quá cảnh rồi để lại vài tờ phiếu ăn, một thẻ điện thoại 15 phút cho Victor gọi về nhà, cuối cùng là chiếc máy nhắn tin để họ liên lạc khi xử lý xong mọi chuyện. Điều quan trọng là Victor không được bước ra sảnh ngoài, như thế là phạm luật. Thurman chỉ nói thế rồi quay đi làm việc tiếp. Victor thì hiểu sơ sơ rằng anh không được ra ngoài, tại vì sao lại thế thì chịu. Đúng lúc đó TV ở sân bay chiếu về phản loạn ở Krakosia. Khi TV chuyển qua tin tức khác thì Victor chạy khắp nơi tìm cái TV khác. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Victor chạy loạn lên đi tìm bốt điện thoại, nhưng hướng dẫn sử dụng thì cũng là tiếng Anh. Và chẳng có ai ở cái nước Mỹ bận rộn này chịu dừng lại để giúp. Victor ở giữa cái sân bay mà cô đơn chẳng kém lúc ở đảo hoang. Và từ giờ anh phải học cách sinh tồn ở nơi này. Vạn sự khởi đầu nan. Victor làm rơi mất mấy tờ phiếu ăn và bị ông lao công Gupta dọn đi mất. Victor chạy đến muốn lấy lại thì Gupta không cho. Anh đã đăng ký trước việc lục thùng rác hay chưa? Nhớ gửi mail rồi quay lại đây vào thứ ba. Victor thật thà tin vào sự văn minh của nước Mỹ nên để ông già cứ thế mà đi. Đêm hôm ấy Victor lang thang đến một sảnh chưa được xây dựng xong. Anh tách tay vịn của hàng ghế chờ rồi ghép hai cái lại thành cái giường ngủ tạm. Trước khi kết thúc ngày đầu tiên ở sân bay, Victor lôi cái lon trong hành lý ra ngắm nghía một lúc. Cái lon chứa đựng lý do mà Victor đi sang Mỹ. Đoạn sau sẽ biết cụ thể là như nào. Sáng hôm sau, tay Dixon nhận được tin anh đang được tiến cử vào vị trí sếp trưởng. Bây giờ chính là lúc mà anh cần phải biểu hiện tốt cho phía bên trên thấy. Vì thế việc Victor đi sảnh với bộ đồ ngủ như chét chu bin lên mặt Dixon. Không chỉ thế, Victor còn tắm trong nhà vệ sinh, dọa cho du khách mất hứng tịt cả vòi. Cơ mà nhờ thế mà Victor quần áo chỉnh tề sạch sẽ đi xin dấu nhập cảnh. Cô nhân viên Dolores chỉ anh ra quầy viết đơn rồi quay lại. Victor thì cứ cái hiểu cái không làm theo hướng dẫn. Nhưng mà Victor thì không có thị thực nên Dolores phải từ chối anh nhập cảnh. Sự có mặt của Victor dần làm Dixon khó chịu. Dixon tưởng tay này sẽ tìm cách bỏ trốn giống như mấy tên đến Mỹ để tìm kiếm giấc mơ. Theo luật thì Dixon cũng không thể ngang nhiên đuổi Victor đi được. Thế nhưng Dixon quyết định không làm theo luật. Trong lúc đó, Victor đã quay lại tìm ông lao công vì đã đến cái hẹn vào thứ ba. Và Gupta dạy anh bài học đầu tiên rằng đừng tin. Giờ không có phiếu ăn thì cũng chẳng có gì để mua đồ. Victor đành lấy gói sốt với bánh quy miễn phí để làm thành sandwich. Đúng lúc đấy Dixon xuất hiện, dẫn Victor đi về phía cánh cửa nhập cảnh. Nhìn đi, đúng 12 giờ bảo vệ sẽ thay ca và trong 5 phút sẽ không có ai canh cửa cả. Nhớ kỹ, nước Mỹ chỉ cho anh 5 phút để bám vào cái càng đấy. Đấy là cái bẫy mà Dixon bày ra. Chỉ cần Victor bước chân ra ngoài là sẽ bị bắt vì phạm luật ngay. Đến đúng giờ, cảnh vệ theo lệnh rời vị trí. Dixon với Thurman thì ngồi trong phòng bảo vệ theo dõi Victor qua camera. Victor lúc này nhìn dòng người tự do bên ngoài mà thèm. Nước Mỹ giờ chỉ cách anh một cánh cửa mở, nhưng anh vẫn chần chờ không dám. Victor chợt nhận ra anh đang bị theo dõi qua camera và hiểu ra cái bẫy đang chờ đợi phía trước. Anh đứng lên chiếc vali, dí mũi vào camera và nói: "Tôi sẽ đợi." Victor sau đó gặp được Amelia. Cô tiếp viên hàng không này bị ngã khi không để ý biển báo sàn trơn trượt. Victor chỉ đường đi cho cô này và đưa một tờ rơi dẫn đến cửa hàng giày cao gót để Amelia mua thay cái bị hỏng. Victor thích Amelia, nhưng Amelia thì đang hẹn hò với một tay già bảnh bao khác. Cơ mà việc Victor làm quen với gái đẹp khiến cho tay lao công Gupta kể cho mọi người rằng anh là điệp viên. Chỉ có điệp viên với người giàu mới có thể dễ dàng gặp gái đẹp như thế thôi. Rõ ràng trông Victor không hề giàu, anh còn chẳng có đồng nào để ăn. Nhưng Victor đã tìm ra cách kiếm tiền. Ở sân bay này có một máy nhận trả xe đẩy. Mỗi khách hàng tự giác đẩy xe vào đây sẽ được 25 xu. Thế là Victor đi khắp nơi để thu lại những chiếc xe đẩy bị bỏ lung tung và kiếm ra được những đồng tiền đầu tiên.
Chỗ đấy đủ cho anh mua một chiếc burger nhỏ, nhưng thế là hạnh phúc lắm rồi. Hôm sau Victor có kinh nghiệm liền thu lại thật nhiều xe, nhiều đến mức máy tự động bắn tiền vào mặt anh. Lần này thì đủ cho anh mua hẳn một combo burger cỡ lớn. Đang ăn thì TV lại chiếu thông tin về cuộc đảo chính ở Krakosia. Victor cố gắng dịch bản tin, cuối cùng thì tự bực bản thân vì chẳng yêu gì cả. Anh liền đến quầy sách mua hướng dẫn du lịch bản tiếng Anh và tiếng Krakosia, sau đó so sánh hai quyển sách để tự học tiếng Anh. Thời gian dần dần trôi qua, Victor giờ đã có thể hiểu được đại khái nội dung trên bản tin. Trong suốt những ngày ở sân bay, hôm nào Victor cũng kiên trì đi ra xin nhập cảnh. Cô nhân viên Dolores thì đã quá quen với việc giơ tay đóng dấu từ chối và cười nói với Victor một lúc. Cuộc sống của Victor ở sân bay giờ cũng ổn nhờ đống xe đẩy, cho đến một ngày Dixon ngứa mắt và tuyển nhân viên mới về chỉ để dọn đống xe đẩy đó. Dixon tưởng như thế thì có thể ép được cho Victor phải làm liều, cơ mà Victor chỉ đơn giản quay lại với món bánh quy kẹp sốt. Bữa đấy anh cũng gặp lại Amelia, nhưng thực ra cô vẫn đến hẹn hò với ông nhà giàu bảnh bao, chứ đâu có nhớ gì đến Victor mới gặp được một lần. Miếng bánh quy cũng bị Victor làm rơi xuống đất, thế là ngày hôm nay đành phải nhịn đói. Nhưng mà không, tối đó Enrique cầm một khay đồ ăn đến tìm Victor. Enrique là nhân viên vận chuyển đồ ăn nội bộ sân bay, và anh tìm đến Victor để làm một thỏa thuận. Tôi sẽ cung cấp đồ ăn cho anh hàng ngày, bù lại thì anh phải giúp tôi chinh phục Dolores, cái cô nhập cảnh ấy. Cậu muốn chinh gì cơ? Chinh phục. Yes. Thế rồi sáng hôm sau Victor hứng khởi đến gặp Dolores. Hey, bạn tôi bảo muốn chinh phục cô đấy. What? Chinh phục. Thế là Dolores bắt đầu tò mò về anh bạn kia. Victor thì có cơm ăn hàng ngày, Enrique thì có được thông tin để tán gái. Dần rồi thì Dolores cũng thích thích anh bạn bí mật kia. Một ngày trong khi Victor đang kể chuyện cho Enrique thì máy nhắn tin kêu lên, chứng tỏ vấn đề thị thực của anh đã có quyết định. Victor lướt qua sảnh sân bay để đến gặp Dixon. Dixon lần này mang đến cho anh một tin vui. Anh ta muốn xin tị nạn cho Victor được phép ở lại Mỹ, với điều kiện là Victor phải nói là sợ trở về Krakosia. Đấy là cách giải quyết tốt nhất mà Dixon có thể nghĩ ra mà cả hai bên đều vui. Nhưng Victor bảo không, tôi không sợ quê hương tôi. Vậy là hành trình ở sân bay vẫn chưa kết thúc được. Sau mỗi lần có vấn đề xấu như thế, Victor lại gặp lại Amelia. Lần này thì cô đang gọi điện cho tên già bảnh bao. Em bay một vòng trái đất mà giờ anh bảo anh ở với vợ ngày quốc khánh à? Amelia cúp máy trong nước mắt. Victor đang giả vờ nghe điện thoại bên cạnh liền đưa cái khăn tay cho cô. Nhưng Amelia không thích một kẻ nghe lén và không thích lũ đàn ông dối trá. Nhưng nhu cầu tâm sự của cô bây giờ thì nhiều hơn cái ghét đó. Amelia là đồ tiểu tam vớt vát đạo đức, ít nhất thì không xúi ông kia bỏ vợ. Sau khi bình tĩnh lại, Amelia mới nhận ra Victor và hỏi thăm về anh. Victor cũng không dám nói thật mà bảo là mình bị trễ chuyến. Amelia tưởng anh là một nhà thầu suốt ngày bay đó bay kia và đề nghị cùng nhau ra ngoài ăn bánh cannelloni cho bữa tối. Tất nhiên là Victor không đi được. Amelia lại nhạy cảm nghĩ rằng cô bị chê nên bỏ đi. Victor thì ngẩn ngơ hỏi cô bồi bàn xem một bữa cannelloni tốn bao nhiêu tiền. Anh muốn lần sau thì anh sẽ là người mời cô bữa ăn đó. Thế nên Victor bắt đầu đi khắp các cửa hàng để xin việc. Nhưng đa số họ đều tưởng là anh đang đùa khi điền nơi ở là ở sân bay. Nơi duy nhất xem xét sự thật thì yêu cầu để lại số điện thoại để liên lạc thông báo. Victor liền chạy ra chỗ điện thoại công cộng đối diện, rồi báo lại cho chủ nhân viên. Thế là từ lúc đó đến tối Victor cứ ngồi chờ ở cạnh cái điện thoại, đi vệ sinh cũng không dám đi. Cuối cùng thì chuông điện thoại cũng reo, nhưng cửa hàng kia lại từ chối. Thôi không sao, ít nhất thì cũng có thể được thoải mái đi vệ sinh rồi. Trong lúc Victor đang lang thang về chỗ ở, anh thấy một bức tường đang được thi công dở. Đây đúng là việc mà Victor làm ở quê. Thế là anh hứng khởi bắt tay vào hoàn thiện mọi thứ cho tới sáng. Tay chủ thi công đến vừa nhìn qua bức tường liền lập tức mời Victor vào đội xây dựng, sửa sang sân bay của anh ta. Thế là từ giờ Victor đã có một công việc đàng hoàng, tiền to là đằng khác. Enrique thi thoảng gọi anh đến tụ tập với công nhân sân bay khác. Họ đánh bài cá cược những đồ mà người ta để lại ở sân bay. Mọi người tò mò hỏi trong cái lon của Victor có cái gì mà quan trọng đến vậy. Anh bảo trong đấy có nhạc jazz, nhưng cũng chẳng giải thích rõ hơn. Lần tiếp theo Victor gặp lại Amelia là trong hiệu sách. Cô này chủ động xin lỗi vì đường đột mời đi ăn ở lần trước. Thường thì đa số đàn ông cô gặp đều muốn hơn cả thế trong lần đầu gặp mặt. Thế nên việc bị từ chối làm cô hơi bối rối lúc đó. Victor thì không để bụng. Anh bẻ hướng câu chuyện đến quyển sách về Napoleon trên tay cô. Đấy là nhân vật ưa thích của Amelia. Cả hai vui vẻ nói về Napoleon. Amelia lại buột miệng mời anh đi ăn trưa, rồi lại tự trách bản thân vì điều đấy. Phụ nữ mà, khó hiểu vờ lờ. Nhưng lần này thì Victor đồng ý đi ăn trưa. Đơn giản mà, lần này anh có tiền. Đúng lúc đấy máy nhắn tin lại kêu lên, là của tay già bảnh bao nhắn cho Amelia. Thế là chị này lại tâm sự về việc bản thân có vấn đề về việc yêu như thế nào. Victor lại lắng nghe và an ủi. Hãy nhờ Victor khuyên một chị tiểu tam đi về con đường chính đạo. Cơ mà lần này Amelia có việc phải đi luôn. Trong lúc này thì cấp trên sắp cử người xuống kiểm tra quá trình làm việc của Dixon. Cơ mà ông này không quan tâm lắm mà cứ ghim Victor thôi. Dixon liên lạc với mọi bên để tống Victor vào tù, nhưng chẳng bên nào đồng ý cả.
Dù sao thì đến hôm thanh tra thì Dixon vẫn phải tập trung đón tiếp họ. Nhưng có một vấn đề đã xảy ra. Có một hành khách người Nga đang kích động trong văn phòng và chẳng có ai làm phiên dịch cho anh này cả. Dixon phải nhờ Victor đến và nói chuyện với thanh niên kia. Thì ra Krakozia nói tiếng Nga. Vấn đề ở đây là thanh niên kia mua thuốc cho bố ở nơi khác, nhưng vì máy bay quá cảnh ở Mỹ nên Mỹ yêu cầu phải có giấy phép mua thuốc, thì anh này mới được mang thuốc lên máy bay. Cơ mà thanh niên kia chẳng biết quy định đó nên chẳng có giấy tờ gì cả. Anh ta quỳ xuống xin Dixon, nhưng Dixon vẫn nhất quyết làm theo luật và ra lệnh cho nhân viên an ninh đưa anh ta đi mà không cho mang thuốc theo. Victor tay cầm đống thuốc suy nghĩ một lúc rồi hô lên bảo thuốc này là dành cho dê. Nãy anh nghe nhầm là dành cho cha. Nếu mà thuốc cho dê thì không cần giấy phép gì cả. Dixon bực bội với tiểu xảo của Victor, nhưng thanh niên kia hiểu ý đã hô lên là thuốc cho dê và được phép mang thuốc đi. Dixon tức giận ký đầu Victor vào chiếc máy photo mà chửi. Chiếc máy in ra hàng loạt hình bàn tay của Victor. Hành động đấy của Dixon đã bị thanh tra nhìn thấy. Thì dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến việc Dixon thăng chức đâu. Cơ mà câu chuyện Victor được Gupta thêm mắm dặm muối kể lại cho tất cả nhân viên, thế là Victor được mọi người biết đến và yêu quý. Tờ giấy photo có bàn tay của anh thành biểu tượng của họ. Dixon thì được sếp to nhắc nhở phải biết cân bằng giữa luật và tình người. Anh ta cũng nhận được món quà xin lỗi từ Victor. Dixon quyết định hai bên từ giờ nước sông không phạm nước giếng nữa. Ngày sau đó, Victor nhờ Enrique và anh nhân viên Joe đột nhập phòng hồ sơ để tìm xem bao giờ Amelia quay lại đây. Đến đúng ngày thì Victor đi mua một bộ đồ mới rồi ngồi đợi sẵn ở cổng. Trong lúc căng thẳng, anh có tâm sự với Gupta. Ông già người Ấn hóa ra là người có tiền án tiền sự. Ngày xưa vì có một tên cảnh sát lạm quyền để lấy tiền của ông, Gupta đã vùng lên cho tên đó một nhát dao. Kết quả là phải rời bỏ gia đình đến Mỹ trốn. Gupta chỉ cần giữ sàn nhà sạch sẽ, cúi đầu xuống là nước Mỹ sẽ không để ý ông ta. Cuối cùng thì Amelia cũng đã đến. Nhân viên trong sân bay giúp Victor chặn đường để tạo ra một pha gặp gỡ tình cờ ngã vào lòng giữa hai người. Lần này thì Victor chủ động mời cô đi ăn tối. Vẫn là nhờ sự trợ giúp của nhóm Gupta mà Victor đã có được góc đẹp nhất sân bay. Nhân viên phục vụ thì là Enrique với Joe. Gupta thì biểu diễn bên cạnh góp vui. Amelia bỗng dưng tâm sự cô đã 39 tuổi, làm tiếp viên được 20 năm. Cô sống ở khắp nơi trên thế giới và luôn có một ai đó muốn hẹn cô đi ăn tối. Nhưng Amelia không tắt máy nhắn tin. Cô chờ đợi cái tên bảnh bao kia 7 năm để ly dị và đến đón cô. Nói xong, Amelia cầm chiếc máy nhắn tin lên rồi đi ra ngoài. Victor đi theo cô và kể về câu chuyện anh cũng đang chờ đợi một tin nhắn trong vô vọng. Amelia đột nhiên mỉm cười, kéo Victor ra ban công rồi cùng nhau ném chiếc máy nhắn tin đi. Cả hai phá lên cười vui vẻ vì đã thoát ra khỏi trói buộc. Sau bữa ăn, Victor hẹn gặp Amelia vào lần tiếp theo và hứa sẽ cho cô món quà mà Napoleon trao cho người tình Josephine. Victor sau đó tìm đến bồn rửa mặt ở khu vực đang sửa chữa và bắt tay vào sửa sang cái chỗ này. Đấy chính là món quà mà anh chuẩn bị cho Amelia. Victor đang dở việc thì Enrique đến nhờ một việc. Đấy là giúp anh đưa nhẫn cầu hôn cho Dolores. Nói thật là quan điểm tình yêu tình báo phim này hơi kỳ. Nhưng dù sao thì một đám cưới đã được tổ chức ở sân bay và người đón được hoa cưới là Victor. 13 ngày sau, Amelia quay lại và bị đưa thẳng đến gặp Dixon. Ông ta muốn khai thác thông tin của Victor. Lúc này Amelia mới biết câu chuyện thật sự của Victor. Thế là tối hôm đấy cô đến gặp anh, trong tâm thế là một người bị lừa dối. Thậm chí Amelia đã chia tay với tên giàu bảnh bao để nghiêm túc với Victor. Nhưng Victor xử lý được. Anh dẫn cô đến chỗ bồn rửa mặt được cải tạo thành đài phun nước. Đấy cũng là món quà của Napoleon tặng người tình, 1000 cái đài phun nước. Sự chân thành của Victor đã xoa dịu được Amelia. Mặc dù cái đài phun nước không hoạt động, nhưng Amelia vẫn ngờ vực. Cái giống đàn ông tốt tuyệt chủng rồi. Cô còn phát hiện ra chỗ ngủ của Victor ở gần đó. Tất cả mọi thứ làm cô rối bời không thể hiểu người đàn ông này. Victor mới lôi ra cái lon và khui cái bí mật khiến anh đến Mỹ cho cô. Chuyện là bố của Victor rất hâm mộ nhạc jazz và quyết tâm xin chữ ký 57 nghệ sĩ xuất hiện trong một tờ báo địa phương. Ông đã gửi thư xin được 56 chữ ký trước khi mất. Thế nên Victor đã hứa rằng phải xin được chữ ký cuối cùng này cho ông. Đấy là thứ duy nhất để anh có động lực chờ ở sân bay cho đến khi Amelia xuất hiện. Thì đấy là cái thứ hai. Thế là họ hôn nhau giữa ánh sáng lấp lánh từ cái đài phun nước. Sáng hôm sau, Victor mở mắt với một tin tốt quật vào mặt. Chiến tranh ở Krakozia đã kết thúc. Victor vui đến mức đứng trong quán bia hát quốc ca ăn mừng cùng các đồng hương. Amelia lúc này tìm đến anh. Cô đã xin cho anh thị thực trong một ngày để tới New York hoàn thành mục đích. Nhưng để có được tờ giấy ấy, Amelia phải quay lại với tay nhà giàu kia. Amelia đã quyết định cô không xứng đáng để ở bên Victor. Dù rất buồn nhưng Victor vẫn cầm tờ giấy đến gặp Dolores. Nhưng tờ giấy ấy vẫn là chưa đủ, phải có chữ ký của Dixon nữa. Thế là Victor lại phải đi lên tìm ông ta. Dixon thì đã được thăng chức và có toàn quyền điều hành an ninh ở sân bay. Ông ta ác ý bắt Victor lập tức phải bay về nhà. Nếu không những người bạn của anh sẽ bị liên lụy, Joe với Enrique sẽ bị đuổi việc, Gupta thì bị trục xuất khỏi Mỹ và về Ấn Độ ngồi tù. Victor đành phải chấp nhận xách vali đi về. Joe và Enrique cố thuyết phục Victor đừng làm như thế.
Gupta còn chửi thẳng vào mặt anh. Nhưng Victor chỉ lẳng lặng cứ đi mà không nói gì. Tay cảnh sát hộ tống anh mới nói hết chuyện cho mọi người. Thế là Gupta cầm cây chổi ra chặn đường một chiếc máy bay. Ông chủ động để bản thân bị trục xuất, cho Victor có cơ hội được thực hiện lời hứa. Victor được tiếp động lực liền quyết tâm phải đến New York ngay lập tức. Tất cả nhân viên bán hàng trong sân bay ùa ra tiễn anh. Còn mà Thurman thì đã dẫn đội an ninh chặn ở cửa. Dixon ra lệnh bắt Victor lại, nhưng Thurman chỉ bước đến trao cho Victor chiếc áo khoác, rồi mở rộng cửa chào đón Victor đến New York. Sau 9 tháng, Victor cuối cùng đã đặt chân đến Mỹ. Anh lại bắt gặp Amelia một lần nữa, nhưng cả hai chỉ cười chào nhau rồi bước tiếp. Victor bắt một chiếc taxi, rời đi trong sự bất lực của Dixon. Anh đến Ramada Inn vào chập tối và xin được chữ ký của người nghệ sĩ cuối cùng một cách dễ dàng. Thế nhưng điều dễ dàng ấy lại làm cho Victor bật khóc. Những giọt nước mắt mà chưa từng thấy khi anh ở sân bay. Victor rời Ramada Inn với chữ ký cuối cùng. Hành trình của anh đã kết thúc. Giờ thì đã đến lúc để về nhà. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.